Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách Kết nối tri thức qua sách và bài tập tuần 4 bài 7 những bức chân dung phần luyện từ và câu quy tắc viết tên cơ quan tổ chức. Bài tập số 1: nối các từ ngữ ở cột A, cột B với nhóm thích hợp. Ở đây chúng ta có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tên cơ quan tổ chức. Nhóm thứ hai là tên người. Rồi nhóm thứ nhất, tên cơ quan tổ chức. Đài truyền hình Việt Nam là tên cơ quan tổ chức. Sở Tài nguyên và Môi trường là tên cơ quan tổ chức. Trường Tiểu học Ba Đình là tên cơ quan tổ chức. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là tên cơ quan tổ chức. Tên người thì ở đây chỉ có Hồ Chí Minh, Võ Thị Sáu. Rồi các em lưu ý, đối với tên cơ quan tổ chức thì chúng ta chia thành các bộ phận. Ví dụ Đài truyền hình Việt Nam thì chúng ta chia ra thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là đài. Để phân biệt đài truyền thanh với đài truyền hình thì chúng ta có bộ phận thứ nhất là đài này, bộ phận thứ hai là truyền hình. Đài truyền hình, tên của đài truyền hình là gì? Đài truyền hình Việt Nam, đài truyền hình Cần Thơ, đài truyền hình Long An, đài truyền hình Hà Nội. Được chưa? Như vậy chúng ta chia ra làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là đài, bộ phận thứ hai là truyền hình và bộ phận thứ ba là Việt Nam. Quy tắc viết hoa, tên cơ quan tổ chức là các em viết hoa chữ cái đầu. Viết hoa chữ cái đầu của từng bộ phận. Nếu bộ phận là danh từ riêng, ví dụ Việt Nam là danh từ riêng thì các em phải viết hoa bộ phận theo quy tắc là viết hoa danh từ riêng, tức là các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng Việt Nam. Rồi Sở Tài nguyên và Môi trường thì chúng ta chia thành mấy bộ phận? Chia thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là sở. Bộ phận thứ nhất là sở. Sở gì? Sở gì? Sở Tài nguyên. Như vậy Tài nguyên là bộ phận thứ hai. Chữ và là chữ kết nối này. Và gì nữa? Và Môi trường. Như vậy Môi trường là bộ phận thứ ba. Các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận. Được chưa? Trường Tiểu học Ba Đình. Chúng ta chia thành mấy bộ phận? 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là trường. Trường gì? Trường thì có trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường tiểu học. Như vậy tiểu học là bộ phận thứ hai. Ở đây tiểu học Kim Đồng, tiểu học Ba Đình. Như vậy Ba Đình là bộ phận thứ ba. Được chưa? Các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận. Riêng bộ phận thứ ba là danh từ riêng thì các em phải viết hoa theo quy tắc của danh từ riêng, là các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. Tương tự Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì chúng ta chia thành mấy bộ phận? 1 2 3 4, 4 bộ phận. Rồi thứ nhất là bộ này. Bộ là một bộ phận. Bộ gì? Bộ Văn hóa. Vậy văn hóa là một bộ phận, thể thao là một bộ phận, du lịch là một bộ phận. Chữ và chỉ là chữ kết nối thôi. Các em viết hoa chữ cái đầu, viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận. Rồi còn quy tắc viết hoa tên người thì chúng ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó. Hồ Chí Minh, các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. Võ Thị Sáu, các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. 2. Cách viết hoa tên của các cơ quan tổ chức có gì khác với cách viết hoa tên người? Như thầy giáo vừa phân tích ở trên, tên của cơ quan tổ chức thì viết hoa chữ cái đầu của từng bộ phận tạo thành tên. Còn tên người thì viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên. Bài tập số 3, tách tên cơ quan tổ chức dưới đây thành các bộ phận và nhận xét về cách viết hoa các bộ phận
trong tên cơ quan tổ chức. Mẫu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chúng ta chia thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tập đoàn. Tập đoàn gì? Tập đoàn dầu khí hay là tập đoàn điện lực? À, tập đoàn điện lực. Vậy điện lực là bộ phận thứ hai. Ở đây có điện lực Việt Nam hay là điện lực Hàn Quốc? Đúng không? Như vậy là chúng ta phải thêm một bộ phận nữa là Việt Nam. Tập đoàn là bộ phận thứ nhất, điện lực là bộ phận thứ hai và Việt Nam là bộ phận thứ ba. Các em viết hoa chữ cái đầu của từng bộ phận. Riêng Việt Nam là danh từ riêng. Như vậy các em phải viết hoa theo quy tắc viết hoa danh từ riêng. A. Trường tiểu học Quang Trung. Chúng ta chia thành mấy bộ phận? 3 bộ phận. Trường là một bộ phận, tiểu học là một bộ phận. Trường tiểu học, trường trung học, đúng không? Phân biệt ra trường tiểu học, trường trung học, trường phổ thông trung học. Như vậy tiểu học phải là một bộ phận. Tiểu học gì? Tiểu học Kim Đồng, tiểu học Phan Bội Châu hay là tiểu học Quang Trung. Như vậy Quang Trung phải là một bộ phận. Trong đó Quang Trung là danh từ riêng, thì cái bộ phận này các em phải viết hoa theo quy tắc viết hoa danh từ riêng. B. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. À, nhà máy là một bộ phận này. Nhà máy gì? Nhà máy giày da, nhà máy sữa, nhà máy thủy điện, đúng không? Vậy thủy điện là một bộ phận. Phân biệt ra. Rồi thủy điện gì? Thủy điện Thác Bà hay là thủy điện Hòa Bình? À, thủy điện Hòa Bình. Vậy Hòa Bình là một bộ phận. Trong đó Hòa Bình là danh từ riêng. Các em viết hoa theo quy tắc viết hoa danh từ riêng. Chữ cái đầu của mỗi bộ phận là các em phải viết hoa này. Được chưa? Riêng Hòa Bình là danh từ riêng thì các em phải viết hoa theo quy tắc viết hoa danh từ riêng. Rồi chúng ta có nhận xét về cách viết hoa các bộ phận trong tên cơ quan tổ chức. Rồi nhận xét thứ nhất là viết hoa chữ cái đầu từng bộ phận trong tên cơ quan tổ chức. Nếu các bộ phận trong tên cơ quan tổ chức là danh từ riêng thì viết hoa theo quy tắc viết hoa danh từ riêng. Bài tập số 4, viết tên cơ quan tổ chức theo hai nhóm tên trường học của em. À, thầy giáo ví dụ trường học của em là trường tiểu học Kim Đồng, thì các em viết là trường tiểu học Kim Đồng. Rồi còn tùy thuộc vào mỗi em, trường tiểu học của em là gì thì các em viết vào đây. Rồi tên cơ quan tổ chức ở địa phương em, thầy giáo ví dụ như là nhà máy thủy điện Thác Bà chẳng hạn. Được chưa? Nhà máy là một bộ phận này. Nhà máy gì? Nhà máy thủy điện. Rồi tên nhà máy thủy điện là gì? À, Thác Bà. Được chưa? Trong đó Thác Bà là danh từ riêng. Rồi tùy thuộc vào mỗi em thì ở địa phương em thì có những cơ quan tổ chức nào thì các em viết tên vào đây. Các em tham khảo và làm bài. Bài tập số 5, gạch dưới tên các cơ quan tổ chức có trong luận văn rồi viết lại cho đúng. Có khá nhiều cơ quan tổ chức nằm trên đường Đại Cồ Việt, một trong những con đường lớn ở thủ đô Hà Nội. Nếu đi vào đường Đại Cồ Việt từ phía hầm Kim Liên, chúng ta sẽ thấy ngay phía bên phải đường là Đại học Bách Khoa. Đi thêm một chút nữa là trụ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần đó là trường Trung học Cơ sở Tô Hoàng. Rồi ở đây, trong đoạn văn này có tên các cơ quan tổ chức, đó chính là Đại học Bách Khoa. Các em viết lại cho đúng. Đại học là một bộ phận này, Bách Khoa là một bộ phận này, Hà Nội là một bộ phận. Các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận. Riêng Hà Nội là danh từ riêng. Các em phải viết hoa theo quy tắc viết hoa danh từ riêng. Tiếp theo là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ là một bộ phận, giáo dục là một bộ phận, và là từ để kết nối thôi. Đào tạo là một bộ phận. Các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận. Rồi, trường Trung học Cơ sở Tô Hoàng. Trường là một bộ phận này, Trung học Cơ sở là một bộ phận này, và Tô Hoàng là một bộ phận. Các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận. Riêng Tô Hoàng là danh từ riêng. Các em viết hoa theo quy tắc viết hoa danh từ riêng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.